mời anh em về với chiến tiếp em. À từ từ đã, từ từ. Tôi nghĩ ra cái cách sử dụng ấy rồi. B để gọi jumper, H để gọi qua copper, Q để hồi tôi thấy cái ứng dụng của cái xe rồi. Ứng dụng đầu tiên của con xe. Đây này. Mẹ lúc nãy mình đéo ngồi được. Tổ sư. Tiến vào, gần vào. Con xe này ngoài đời ngon nhỉ. Thôi cắt đi. Từ từ để ra đường dùng cái xe phát. Ngon nhỉ. Ngoài đời đều có cái xe như này nhỉ. Mẹ có cái xe này phải ngon không. Hồi mới xem thì tưởng đây là channel trực tiếp game bình thường. Nhưng sau khi coi gần một năm thì thấy channel này đéo bình thường chút nào. Bình thường sao được anh em, 300 năm mới có một người. Bình thường, đấy rồi. Mẹ, nhanh lên. Bật xe ra. Có thế chứ. Thuật fan. Màu đen anh em ạ, màu đen. Đen. Ui mẹ, đen như hũ nút. Vãi loèn. Ôi. Cái channel này nó đéo bình thường chút nào đây anh em ạ. Đây là tôi đang chứng minh cho cái lời nói của anh em vừa rồi. You guys are fucking weird. Bao giờ tự dưng có hack livestream của Dũng CT thì ngon. Ủa đấy anh em thấy không? Tôi tối nào cũng ngồi livestream có tâm cho anh em xem. Anh em chỉ có mong ước là tôi một ngày tôi bị hack. Đây, số phận của những kẻ mong ước bị hack. Hack channel tao á. Jesus Christ. Sao? Nào, có ước hack nữa không? Bồ lão bồ lều. Số phận của những kẻ dám coi như là... Đây rồi. Nhà thằng mặt loèn ca sĩ đây rồi. Ờ có phát cha vờ quên mất mà tôi đang thích muốn lái một tí cho vui. Đây rồi nhà ca sĩ. Ô hô. Ôi mẹ, đúng là nhà ca sĩ nổi tiếng có khác, gái nhiều vãi loèn. Em này cửa chuông à? À không phải. Chào em. Chào cưng. Mẹ, nhà nó giàu sướng nhỉ. Nhà nó giàu sướng thế, một mình nó bao nhiêu gái. Ủa cái đéo gì kia. Có đúng là tôi đang nhìn thấy cái này không? Anh em có nhìn thấy cái đéo gì đây không? Bé! Các cháu nhỏ đi ngủ ngay! Các cháu nhỏ đi ngủ ngay! Tí nữa tôi sẽ quay lại cái nhà này. Thôi có khi hôm nay chúng ta nghỉ ca 1 ở đây anh em nhỉ? Tôi sẽ còn chơi tiếp cái con game Watch Dogs này. Bởi vì là tôi cảm tưởng nó khá là hay. Các cái nhiệm vụ của nó hơi bựa bựa bẩn bẩn. Giống như là những cái nhiệm vụ ở trong GTA 5 ấy. Chúng ta sẽ nghỉ vài phút trước khi bắt đầu ca 2 anh em nhá. Nghỉ vài phút rồi bắt đầu ca 2 anh em nhá. Ok. Thôi nghỉ vài phút anh em nhá. Tôi sẽ tắt stream ở đây. 1 2 3, tắt.
Anh em ơi, tôi lừa cho chúng nó tắt stream rồi. Bây giờ anh em mình đến lại cái nhà thằng ca sĩ xong rồi soi con kia đi. Tôi lừa chúng nó tắt rồi, nhiều thằng tắt lắm. Tôi nhìn số lượng người xem giảm rồi. Anh em có nhớ cái địa chỉ cái nhà kia không? Mình đi xem đi. Anh em xem lại giúp tôi địa chỉ nó ở chỗ nào. Nói bé thôi. Anh em xem lại giúp tôi cái. Ở đâu? Xem giúp tôi địa chỉ nó chỗ nào. Xem lại giúp tôi địa chỉ nó chỗ nào. Khổ lắm. Quên mẹ mất nhà thằng ca sĩ rồi. Đây đúng không? Gần chỗ này đúng không? Đây. Đi thôi. A few moments later. Đấy đúng rồi. Các cháu nhỏ đi ngủ ngay. Tôi yêu có các cháu nhỏ đi ngủ ngay. Đừng có vớ vẩn. Đây là lời cảnh báo sau cùng. Ôi bỏ mẹ đéo được rồi. Gáo đi về hết rồi. Mẹ. Gái nó về, mẹ nó hết nhà rồi. Mẹ. Mẹ thế có nhục không cái chứ mẹ. Gái nó về, mẹ nó rồi còn đâu. Ôi nó về rồi. Nó đi về rồi. Thôi. Thôi nghỉ thôi anh em ạ, à. Thôi nghỉ thôi. Thôi chúng ta nghỉ vài phút chứ đầu ca 2. Chán vãi loèn đấy nhá. Tôi đã cố gắng để phục vụ anh em nhưng mà đéo được nhá. Nên anh em đừng có mà đổ tội cho tôi nhá. Kênh livestream có tâm nhất nhưng mà đây là do game nó đéo có tâm. Một người anh em quay lại à? Thôi. Bye bye. See you again. Lần này ra ngoài thật. Lần này out thật anh em nhá.